thưa quý vị, ngày 11 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Kèm theo những lời tuyên bố vô căn cứ, Trung Quốc phái nhiều tàu đánh cá võ trang và tàu chiến xâm nhập hải phận Hoàng Sa. Theo tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa thì Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có 75 binh sĩ tử vong, trong đó riêng HQ-10 có 63 người chết, bao gồm hạm trưởng Ngụy Văn Thả. HQ-4 có 3 người chết, HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 người bị thương, HQ-16 có 2 người chết, lực lượng người nhái có 4 người chết. Video này chúng ta cùng hồi tưởng lại những giây phút hy sinh của hạm trưởng Ngụy Văn Thả qua ký ức của vợ và những người đồng đội còn sống sau trận hải chiến này. Sau khi Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp cụm An Vĩnh và đảo Lincoln ở phía đông bắc và đông quần đảo Hoàng Sa từ thập niên 1950, Việt Nam Cộng Hòa vẫn duy trì hoạt động, thực thi chủ quyền thường trực tại cụm lưỡi liềm ở miền Tây Nam cũng như đảo Chi Tôn, các bãi cát, đảo nhỏ khác. Vào thời điểm tháng 1 năm 1974, trên đảo Hoàng Sa nằm ở vị trí trung tâm nhóm lưỡi liềm, có một đơn vị địa phương quân thuộc chi khu Hòa Vang trấn đóng, cùng với một vài nhân viên khí tượng Hải Dương. Đến khi Trung Quốc ngạo ngược, mạo xưng chủ quyền vào ngày 11 tháng 1 năm 1974, cũng như gia tăng tàu chiến và tàu cá chở quân nhân tới cụm lưỡi liềm, Việt Nam Cộng Hòa điều lần lượt 4 tàu chiến ra bảo vệ Hoàng Sa. Đầu tiên là tàu HQ-16 ra tới Hoàng Sa vào sáng 16 tháng 1. Tiếp theo là tàu HQ-4 đến nơi vào xế trưa 17 tháng 1, mang theo một trung đội biệt hải thuộc Sở Phòng vệ Duyên Hải đóng tại Đà Nẵng. Ngày 18 tháng 1, tàu HQ-5 chở theo một đại đội hải kích, tức lực lượng người nhái thuộc Hải quân và tàu HQ-10 ra đến Hoàng Sa. Ngụy Văn Thả là một sĩ quan chỉ huy của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc Hải quân Thiếu tá. Chức vụ cuối cùng của ông là hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10. Ông đã tử trận trong hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, được truy thăng cấp bậc Hải quân Trung tá. Ngày 18 tháng 1 năm 1974, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 do ông chỉ huy đang tuần tiễu tại vùng biển Đà Nẵng thì được lệnh hành quân trực chỉ quần đảo Hoàng Sa, tiếp ứng lực lượng hải đội Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Bấy giờ, tàu HQ-10 đang có một máy chính và radar hải hành đang ở trạng thái hư hỏng không sử dụng được. Vào lúc 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc đã nổ ra. Mỗi bên đều có 4 tàu, tuy nhiên tàu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa to hơn và trang bị hỏa lực mạnh hơn nhiều. Phía Trung Quốc, hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 đồng loạt tấn công thẳng vào soái hạm của Việt Nam Cộng Hòa là chiếc tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. HQ-10 lập tức can thiệp, pháo kích dữ dội, bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến 389 bị hư hại nặng, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Quốc 389 và 396 chuyển làn nhắm vào HQ-10 và phản pháo. HQ-10 bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm hạm trưởng và hạ phó Nguyễn Thành Chí bị thương nặng. Tay lái không còn điều khiển được nữa và HQ-10 cũng bị rơi vào tình trạng bị trôi dạt như 389. Trước tình hình tàu bị hư hại nặng, ông ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng bè đào thoát, nhưng một số pháo thủ và ông tiếp tục ở lại bắn vào tàu Trung Quốc. Cả hai 389 và 396 đều bị HQ-10 bắn hư hại. 389 dạt vào một bãi san hô và 396 bị HQ-10 bắn trúng hầm máy, gây nổ và phát hỏa. Về phía HQ-10, cơ khí trưởng là Trung úy Huỳnh Duy Thạch cùng các nhân viên cơ khí khác cũng bị tử thương. Theo lời kể của Hải quân Trung tá Lê Văn Thự, chỉ huy tàu HQ-16, thì phân đoàn 2 gồm HQ-16 và HQ-10 là cánh tham chiến chủ yếu, còn phân đoàn 1 gồm HQ-4 và HQ-5 chỉ ở bên ngoài nhìn và đợi. Và vì quá lo sợ Trung Quốc nên tin chắc thế nào phân đoàn 2 cũng bị đánh chìm, Hải quân đại tá Hà Văn Ngạc đã ra lệnh HQ bắn 5-7 phát trước khi rút lui. Mấy phát đạn này lại bắn trúng vào đồng đội là chiếc HQ-16, khiến tàu HQ-16 bị hỏng nặng.
Cũng theo Trung tá Thự, thì tiếp đến HQ-10 báo cáo hạm trưởng bị thương. Tôi ra lệnh hạm phó lên thay quyền chỉ huy. Đồng thời đặt ống nhòm, nhìn sang HQ-10, tôi thấy một ngọn lửa nhỏ cháy ở đài chỉ huy có thể dập tắt được bằng bình CO2 mà sao không ai làm. Quan sát phía sau lái HQ-10, tôi thấy 4-5 cái đầu nhấp nhô trên mặt biển. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trên HQ-10 vì không nghe báo cáo gì thêm. Tôi đoán chừng vì hạm trưởng bị thương nặng nên HQ-10 như rắn mất đầu. Một số thủy thủ nhát gan, sợ tàu cháy hay trúng đạn nổ nên đã bỏ tàu nhảy xuống biển. Nhưng HQ-10 vẫn nổi bình thường, thăng bằng, không nghiêng một chút nào cả. Trận chiến Hoàng Sa rất giản dị, chẳng có chiến thuật gì rắc rối, phức tạp cả. Tôi chỉ khai thác sơ hở của 3 chiến hạm Trung Quốc, tập trung một chỗ trong lòng chảo để tấn công. Nếu thủy thủ đoàn HQ-16 và HQ-10 có kinh nghiệm tác xạ, HQ-16 không bị trúng đạn của đồng đội và hạm trưởng HQ-10 không bị thương thì chắc chắn 3 tàu Trung Quốc phải bị đánh chìm. Tôi còn nghi vấn về hạm trưởng HQ-10 bị thương là do đạn của Trung Quốc hay cũng bị trúng đạn của đồng đội là HQ-4, HQ-5. Tới 11 giờ 49 phút, khi các chiến hạm khác của Việt Nam Cộng Hòa đã rút khỏi vùng giao chiến, hai chiến hạm Trung Quốc là 281 và 282 tiến vào vùng Hoàng Sa và tập trung hỏa lực bắn vào HQ-10. Hộ tống hạm Nhật Tảo chìm cùng thuyền trưởng và một số thủy thủ ở vị trí cách 2,5 hải lý về hướng Nam Đá Hải Sâm lúc 14 giờ 52 phút cùng ngày. Sau khi ông tử trận, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã truy tặng đệ ngũ Đảng Bảo Quốc huân chương kèm anh dũng bội tinh với nhành dương liễu và truy thăng cấp bậc hải quân trung tá. Hồi tưởng về những ngày trước chuyến đi định mệnh của thiếu tá, hạm trưởng Nguyễn Văn Thà, bà Huỳnh Thị Sinh, vợ của hạm trưởng Nguyễn Văn Thà dưng dưng kể. Hôm đó, anh Thà nói với tôi là đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi nghĩ đó là chuyến công tác bình thường, cứ đi rồi về nhà 10 ngày rồi đi nữa. Lần đó ông mới đi rồi trở lại và bảo, tàu của anh bị hư, phải sửa chữa. Tôi hỏi, sao cứ đi đi về về hoài vậy anh? Anh ở nhà được khoảng một tuần rồi đi luôn, đó là chuyến cuối cùng anh không trở về nữa. Anh Thà hiền lắm, chỉ cười thôi, anh cứ đi đi về về vậy nhưng cũng ít khi kể về công việc của mình. Lần cuối đó tôi chỉ biết anh đi Đà Nẵng, chứ đâu biết anh ra tận Hoàng Sa. Mấy ngày sau khi anh đi, thấy báo chí nói tùm lum là có trận chiến đó, rồi bao nhiêu người chết. Bà Sinh kể, con gái tôi mới 9 tuổi, vừa đọc vừa đánh vần rồi hỏi, mẹ ơi, bộ bà chết rồi hả? Sao con thấy báo nói nhiều quá? Rồi mấy ngày sau, có người đến báo tin là anh Thà chết trên tàu rồi. Sau đó, một số đồng đội của anh có tìm gặp tôi và kể về anh. Lúc tàu chìm, anh đã chết. Bà Sinh rưng rưng kể. Hơn 40 năm là quãng thời gian đằng đẵng, bà Huỳnh Thị Sinh một mình nuôi 3 đứa con gái nơi người. Giờ các cháu có gia đình hết rồi, đi làm công nhân thôi cũng ổn. Tôi có 3 cháu ngoại. Khóe mắt bà lấp lánh niềm vui. Người vợ của thiếu tá, hạm trưởng Nguyễn Văn Thà chia sẻ, suốt mấy năm nay chỉ mong ước có một căn nhà, lập bàn thờ cho người chồng đã khuất. 40 năm không thấy xác, không thấy dù chỉ một chút kỷ vật trở về. Nhân chứng Trần Văn Hà trên chiến hạm Nhật Tảo vẫn không thể quên được những thời khắc của 40 năm về trước. Thiếu tá hạm trưởng Nguyễn Văn Thà tử trận ngay trên đài chỉ huy vì mảnh đạn cắt ngang cổ. Đại úy hạm phó Nguyễn Thành Chí cũng bị thương nặng ở bụng, mặt và ngực. Sau cú đâm thẳng vào trục lôi hạm 389 Trung Quốc, máy hộ tống hạm HQ-10 Nhật Tảo hoàn toàn bất khiển dụng và các khẩu pháo chính cũng hư hỏng. Đại úy Chí máu ướt đẫm quần áo, ngậm ngùi phát lệnh rời chiến hạm. Cũng như các binh sĩ khác, ông Trần Văn Hà, thủy thủ cơ khí, được đại úy Chí gọi tập trung lên boong chuẩn bị rời tàu. Toàn cảnh bi hùng hiện rõ trước mắt mọi người. Thiếu tá Thà gục xuống tay lái tàu, nhiều sĩ quan, binh lính khác cũng tử trận hoặc bị thương là liệt khắp nơi. Thân tàu chí chít lỗ đạn pháo. Phía đối phương, trục lôi hạm 389 cũng đang bốc cháy rừng rực. Một số anh em nhất quyết đòi ở lại với tàu, đó là những người đã bị thương nặng và cả một số pháo thủ chưa bị gì. Nhắc lại chi tiết này, ông Hà nhớ mãi câu nhắn nhủ của những người bị thương nặng. Thôi, chiến hữu xuống bè đi, để chúng tôi ở lại.
đó là Lê Văn Tây, Ngô Văn Sáu. Họ vừa nhắn nhủ lời chia tay, vừa xem cơ số đạn còn lại. Trước khi hy sinh, thiếu tá Thà đã dự đoán trận hải chiến sinh tử. Ông cho người chuẩn bị bè cứu sinh và cột sẵn một số lon nước, túi kẹo năng lượng. Chính nhờ sự cẩn thận này mà các binh sĩ rời tàu có thể cầm cự trên biển. Những binh sĩ còn khỏe thả 4 chiếc bè xuống, có chiếc đã bị trúng mảnh đạn nhưng vẫn còn dùng tạm được. Trong nhật ký Hoàng Sa, chuẩn úy Tất Ngưu, sĩ quan phụ trách các khẩu đội pháo phía sau chiến hạm Nhật Tảo, kể ông là một trong những người nhảy xuống biển sau cùng. Trước khi nhảy, ông còn gọi hạ sĩ Lê Văn Tây rời tàu. Viên hạ sĩ này rắn giỏi trả lời: "Thôi, tôi ở lại ăn thua đủ với bọn Trung Quốc, chuẩn úy cứ nhảy đi." Lúc ấy, những chiếc bè dưới biển đã bị sóng đánh dạt xa tàu. Chuẩn úy Tất Ngưu phải cố gắng bơi thật lâu mới bám được. Ông Hà kể, lúc ấy tất cả ánh mắt trên bè đều hướng về con tàu của mình trong khoảnh khắc cuối cùng. Hai chiến hạm Trung Quốc tăng viện đến sau đã xối xả bắn như trả thù vào chiếc Nhật Tảo. Đạn bắn trả vẫn lóe lên trên đầu các họng súng từ chiến hạm Việt Nam. Nhìn nòng súng còn lóe đạn là biết đồng đội mình vẫn còn sống và đang tử chiến. Chiều chập choạng tối, ánh đạn lóe trên nòng pháo từ chiếc Nhật Tảo thưa dần rồi bật hẳn. Đứng từ đảo Hữu Nhật, trung sĩ Trịnh Văn Quý thuộc nhóm đổ bộ từ khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4 chứng kiến cảnh chiếc Nhật Tảo oằn mình dưới lửa đạn của chiến hạm Trung Quốc. Ông Quý chính là chứng nhân những phút hải chiến đầu tiên khi chiến hạm Nhật Tảo dũng mãnh, tả xung hữu đột cùng lúc với hai tàu chiến 389 và 396 Trung Quốc. Và tôi cũng chính là chứng nhân khoảnh khắc cuối cùng của chiến hạm này trước lúc nó chìm hẳn vào khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 1 năm 1974 ở vị trí gần đảo Hữu Nhật. Dưới biển, các bè lúc này đã được cột lại với nhau, nhưng một chiếc bị sóng đánh tung ra. Đêm xuống, đại úy Chí lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng, rồi thượng sĩ giám lộ Vương Thương, thượng sĩ Tuấn, Thọ cũng lần lượt ra đi theo hạm trưởng, hạm phó của họ. Những binh sĩ còn lại trên bè cũng bị bỏng nắng ban ngày, rét run ban đêm và lả dần trong đói khát. Hạm đội 7 của Mỹ án binh bất động, không đáp ứng đề nghị của Việt Nam Cộng Hòa nhằm cứu binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang trôi dạt ngoài khơi. Đến chiều tối ngày 22 tháng 1, tức sau 4 ngày 3 đêm lênh đênh trên biển, những người lính cuối cùng của chiến hạm Nhật Tảo được chiếc tàu buôn Hà Lan phát hiện, cứu vớt. Tất cả chỉ còn 21 người, chiến hạm HQ-10 Nhật Tảo đã nằm lại dưới đáy biển Hoàng Sa. Một ngày sau khi Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc, lực lượng phi công chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được huy động cho một chiến dịch phản công tái chiếm chưa từng có. Một trong những nhân chứng của chiến dịch ấy là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá phi công Nguyễn Thành Trung, lúc bấy giờ là thiếu úy phi công lái máy bay tiêm kích F-5E của Không lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông kể, lệnh tập kết các phi đoàn máy bay F-5 từ Sài Gòn ra Đà Nẵng được ban hành khẩn cấp ngay trong ngày 20 tháng 1, một ngày sau khi Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. Khi ấy, Không đoàn Chiến thuật 63 thuộc Sư đoàn 3 Không quân đóng tại Biên Hòa có 5 phi đoàn F-5 với hơn 100 chiếc sẵn sàng đợi lệnh. Trong khi anh em phi công của các phi đoàn đang rất náo nức, chuẩn bị cho chiến dịch phản kích tái chiếm, thì suốt ngày hôm đó, các phi cơ RF-5A của phi đoàn 522 đã bay ra Hoàng Sa, chụp không ảnh toàn bộ khu vực, mang về căn cứ Đà Nẵng để chuẩn bị cho anh em phi công nghiên cứu. Toàn bộ ảnh chụp khu vực quần đảo Hoàng Sa được phóng lớn. Tất cả anh em phi công đều nhìn thấy rõ cả số hiệu các tàu Trung Quốc đang đậu trên vùng biển Hoàng Sa. Có 41 chiếc tất thảy. Chuẩn bị cho trận đánh tái chiếm Hoàng Sa với tinh thần trân châu cảng vừa khẩn cấp vừa náo nức. Trước ngày vào chiến dịch, tất cả anh em phi công của các phi đoàn F-5 đều ký dưới lá đơn xin được chết cho Hoàng Sa. Khi tất cả các phi đoàn F-5 được lệnh tập trung ở Đà Nẵng, người Mỹ vẫn chưa biết đến kế hoạch này. Nhưng chuẩn bị đến giờ cờ thì kế hoạch đã bị chặn lại. Cũng như trước đó, hạm đội 7 của Mỹ vẫn án binh bất động, không hề có một động thái nào để cứu giúp binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả hào khí, háo hức, sự chuẩn bị chu toàn của anh em nhằm đánh một trận sạch không kình ngạc, chiếm lại quần đảo Hoàng Sa từ tay Trung Quốc, bỗng chốc tan thành mây khói từ lệnh của trên.
ông Trần Dục năm nay đã 73 tuổi, nhập ngũ vào Hải quân Việt Nam Cộng Hòa khi mới 23 tuổi, lúc vừa học xong lớp 11 ở trường Quốc học Huế. Trải qua nhiều đơn vị hải quân khác nhau, năm 1971, ngay sau khi tham gia huấn luyện tại Hawaii trở về, ông Dục được biên chế làm nhiệm vụ trên khu trục hạm Trần Khánh Dư, một trong hai khu trục hạm tối tân nhất lúc bấy giờ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cùng với HQ-1 Trần Hưng Đạo. Ngày 15 tháng 1 năm 1974, khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ tuần tiễu gần đảo Lý Sơn, thì nhận được thông tin Trung Quốc đang đe dọa quần đảo Hoàng Sa của mình. Sau đó, chúng tôi được lệnh từ Sài Gòn lập tức trực chỉ Hoàng Sa để bảo vệ đảo. Ông Dục nhớ lại. Cũng theo ông Dục, khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 1 năm 1974, các hạm trưởng tham gia một cuộc họp hành quân tại soái hạm HQ-5 dưới sự chủ trì của Đại tá Hà Văn Ngạc. Sáng 19 tháng 1 năm 1974, lực lượng biệt hải với 27 người đổ bộ lên đảo để thay cờ Trung Quốc bằng cờ của Việt Nam Cộng Hòa và bảo vệ đảo nhưng không thực hiện được. Tiếp đó, cũng trong sáng 19 tháng 1 năm 1974, khoảng 17 người nhái trên tàu HQ-4 mang theo vũ khí tăng cường đổ bộ lên đảo. Thế nhưng khi lực lượng người nhái chưa trồi lên khỏi mặt nước thì bị phía Trung Quốc xỉa súng liền, rứa là chết một thiếu úy, bị thương một trung sĩ. Ông Dục nhớ lại. Ngay sau khi phía Trung Quốc dùng vũ lực và gây ra tử thương, lệnh rút quân trên đảo với HQ-4 được ban hành. Khi lực lượng biệt hải và người nhái lên hết trên khu trục hạm HQ-4 thì lệnh chiến đấu được ban hành và phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chính thức khai hỏa. Lập tức phía Trung Quốc phản kích và cuộc hải chiến chính thức diễn ra ác liệt trong cự ly giữa hai phía chỉ trong khoảng 100 mét. Kể đến đoạn này, ông Dục không thể nhớ gì nhiều hơn là tiếng súng nổ, người tử trận, bị thương giữa hai bên. Tôi lúc ấy phụ trách điều hành toán phòng tai, như cấp cứu người bị thương, chữa cháy, bơm nước ra ngoài và chắn lỗ thủng, điều phối người tiếp đạn. Tôi còn nhớ rất rõ là thiếu úy Vân phụ trách cây súng 2mm ở sân sau của tàu bị thương rất nặng. Tôi khiêng chú ấy xuống phòng để cấp cứu và điều thiếu úy Xá đến thay vị trí của Vân. Nhưng ngay sau đó, anh Xá cũng mất do trúng đạn, tay vẫn bám chặt trên khẩu 2mm. Ông Dục kể, giọng đượm buồn. Cũng theo ông Dục, cuộc hải chiến xảy ra trong khoảng 30 phút và các tàu được lệnh rút quân. Cả hai bên đều thương vong, tổn thất nặng nề. Bên nào cũng có người mất, bị thương, tàu cháy và chìm. Riêng phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thì HQ-16 bị trúng đạn và nghiêng khoảng 30 độ. Đặc biệt tổn thất nặng nề nhất là hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 bị trúng đạn và chìm. Thời điểm ấy, trên HQ-10 có khoảng 115 thủy thủ, do thiếu tá Ngụy Văn Thà làm hạm trưởng và ông cũng hy sinh cùng với nhiều chiến sĩ khác sau trận hải chiến bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường như hiện nay, Trung Quốc liên tục đưa ra các phép thử thăm dò thái độ của các bên liên quan và tiếp tục lấn tới trong việc khẳng định yêu sách phi lý của họ với đường lưỡi bò ở Biển Đông. Trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 còn cho chúng ta một bài học đắt giá. Muốn bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì không thể dựa hoàn toàn vào bên ngoài, theo phe này hay phe kia mà phải tự lực cánh sinh. Kết hợp với việc vận dụng tối đa xu thế quốc tế và khu vực quan hệ đối ngoại để thực hiện được mục tiêu này. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng các nước lớn bao giờ cũng tính đến lợi ích của họ đầu tiên và trên hết trong các vấn đề của quốc tế. Họ sẵn sàng đổi trác trên lưng của các nước liên quan trực tiếp để bảo vệ lợi ích chiến lược của họ. Quý vị và các bạn thân mến, hạm đội 7 của Mỹ hoàn toàn có thể can thiệp khi Trung Quốc đem quân sang chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 khi Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của Mỹ. Nhưng Washington đã không làm như vậy. Người Mỹ và người Trung Quốc đã đổi trác trên lưng của dân tộc Việt Nam. Bài học này chúng ta không bao giờ được phép quên. Một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là lãnh thổ của Việt Nam.